Ngày 1 tháng 11, Thượng tá Phạm Thanh Hải, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Thạc Hà, Hà Tĩnh, cho biết, cơ quan tác dụng vừa tóm giữ một tên trùm bán lẻ ma túy trên địa bàn. Công an thông tin, sau một thời gian theo dõi, vào chiều 31 tháng 10, công an đã tóm quả tang Nguyễn Văn Mạo 1963 trú thôn Thạc Dĩnh, Thạc Hà, khi đang vận chuyển ma túy trên đường tỉnh lộ 150, phía trước cây xăng Thạc Dĩnh. Khám xét trong người, công an thu giữ một bọc ni lông, bên trong chứa 52, 3 giờ ma túy đá, một điện thoại, tiền mặt và nhiều tang vật liên quan. Công an khám xét tại nhà của Mạo thu lượng lớn ma túy. Tiến hành khám xét tại nhà đối tượng, lực lượng tác dụng thu giữ thêm 6 gói ni lông bên trong chứa ma túy đá, một bộ khí cụ để sử dụng ma túy cùng một số tang vật liên quan. Đấu tranh tại chỗ, Mạo khai nhận đã giấu ma túy khắp nơi trong nhà, giấu cả dưới các chậu cây cảnh để tránh bị phát hiện. Khi có khách mua ma túy, Mạo sẽ hẹn đến một địa điểm để nhận tiền trước. Mạo sau đó chỉ cho khách địa điểm mà mình đã giấu ma túy rồi khách sẽ tự đến lấy. Tang vật tại hiện trường. Tiền và ma túy mà Mạo giấu trong người. Hiện lực lượng tác dụng đang tiến hành điều tra mở rộng, hoàn tất biển sơ để xử lý đối tượng Mạo theo lao lý của pháp luật.